Hello, xin chào tất cả người. Vậy là chúng ta lại được gặp nhau rồi và chúc anh em có một buổi sáng thật là vui vẻ. Hôm nay thì mình sẽ chơi cô nàng theo nát với bộ trang phục là trung tình tiễn, nhưng mà không tìm thấy anh trai, không nhìn thấy anh trai mưa của theo nát đâu. Không nhìn thấy A Thu đâu anh em ơi. Hôm nay thì thôi, cô đọc một mình trên chiến trường Liên Quân Mobile, và cũng như là trang bị cho vị tướng này mình sẽ để lại trong clip anh em thể theo dõi được nhá. Hiện tại thì nói chung thì làm clip leo danh thôi, chứ còn những clip chôn thì mình sẽ dành vào buổi tối, mình đã nói cho anh em thôi. Hiện tại thì team mình đang có Turen, Arun, Thaonat, Ari với Triệu Vân này. Team bạn anh em thể nhìn thấy một đội hình khá là trâu bò, trâu hơn đội mình rất là nhiều. Đấy, anh em thể nhìn thấy là có góp mặt đến từ Senel, nhìn Senel thôi là anh em biết là về khả năng trợ thủ này sẽ hỗ trợ cho đồng đội đối phương như thế nào. Ok, có cả Oma, Ryoma, Maganga với Lindy này. Thật ra khi mà đánh xạ thủ thì mình đã nói thôi, chả có cái gì gọi là khó khăn đâu, chỉ cần anh em giữ vị trí tốt thôi. Khi mà đánh những vị tướng xạ thủ này, căn bản là sao, xạ thủ thì hầu như máu rất là giấy và cũng như là lượng sát thương cao, vậy nên là hầu như thì sát thủ hoặc là những vị tướng khác luôn của team bạn luôn luôn rình để bắt những vị tướng xạ thủ chẳng hạn. Đối với vị tướng theo nát này thì không hề có bộ kỹ năng cơ động một chút nào, đấy nó chỉ có bộ kỹ năng khống chế thôi, vậy nên là anh em cái việc mà giữ vị trí cái này rất là cần thiết luôn. Trời ơi, biết ngay mày. đừng đây rồi, thôi mấy thời gian đầu tôi đã ganh rồi, chắc là có lẽ là team bạn định sang cướp rừng ấy. Nhưng mà hiện tại em thể nhìn thấy quái vật Arum một mình cân ba này, đấy là chuyện rất là bình thường luôn đó. Ê, chiếm với tôi đi nào. Hiện tại thì có Arum tanh cho mình cứ đứng đằng sau mình bắn thoải mái thôi, và team bạn đã phải chạy thì sấp mặt rồi. Hiện tại thì cái khoảng thời gian này, một phút đầu tiên rừng của team bạn khá là thoạt. Ok, bây giờ mình sẽ ra hỗ trợ ở đây. Trời, Arum chơi máu quá, một mình cân 4 đấy này anh em ơi. Ok, mình tới luôn đây và sẽ có mạng đầu tiên chiến công đầu Ryoma nha. Tiếp tục mình chỉ việc đứng đằng sau và bắn thôi. Wow, toàn những người máu giấy thôi, hai mạng này double kill. Trời ơi, Turen ra hỗ trợ tôi cái nào. Turen ra hỗ trợ tôi cái nào. Ôi thôi, không kịp rồi anh em ơi. Nhưng mà dù sao thì mình cũng được triple kill. Lindy team bạn được double kill. Tiếc quá, nếu mà có mở gan gà đấy nữa, nếu mà cái lượng máu của mình còn nhiều thì mình sẽ ăn được qua đặc kill đấy. Đúng là chưa đến 2 phút đầu tiên anh em ơi. Trang bị cho vị tướng này thì có sự thay đổi khi mà mình thay đổi đi nha. Trước đây thì mình lên cái trang bị thánh kiếm đầu tiên đấy, xong đến giày du mục. Bây giờ thì mình thay đổi đi, mình thay về cái trang bị đó là kiếm gươm sấm sét này. Tiếp đến là giày du mục, thánh kiếm Ryu Hyoga, khả năng làm trận này. Tiếp đến là xuyên giáp đến từ kiếm Muramasa và trang bị cực kỳ bá đạo đến từ danh Thanh Niên nhá. Đấy, thật ra thì cái trang bị gương sấm sét này mình thấy khá nhiều anh em sử dụng, mình test thử xem mà cũng thấy là rất là phù hợp luôn. Theo nát chúng ta mà cái đòn đánh đầu tiên của theo nát sẽ kích hoạt được cái gương sấm sét và sẽ cộng dồn sát thương lên, sẽ rất là đau, bắn cực kỳ đau. Từ từ nha Arum ơi, mình biết là bạn trâu nhưng bạn từ từ thôi đánh một cách chậm thôi, tại vì team bạn bây giờ nói chung thì level 1 Arum bá, nhưng mà nói về lết, về những cái level sau thì 1 cân 5 là không, rất là khó anh em ơi. Thật sự nói về level 3 rồi thì team bạn cũng hầu như toàn những người level 3 rồi, chứ còn level 1 thì bộ kỹ năng của Arum chỉ cần gọi ra triệu tập 3 con sói thôi. Rồi, và anh em nhớ để lại cho mình một like, một đăng ký kênh, chia sẻ video giúp mình nha. Hiện tại thì từ từ thì có Ryoma này đấy, nó rình mình biết ngay mà. Bạn hơi sai lầm, sao mình không thấy ảo ảnh chạm ạ? À mình xin lỗi, nhầm Samurat, không nhìn thấy loạn chạm của Ryoma. Ok, hiện tại thì Turen ra hỗ trợ tôi cái là Triệu Vân lăng lao tới này, bắn thua thì thôi. rồi tốc biến luôn. Trời ơi, có Senel sứ mệnh cứu thế, sợ thật. Rất là đáng sợ Triệu Vân. Trời ơi, sao bạn một mình cân làm sao được 5 người, có thêm cả Ari này. Ari Long kiếm thành công rồi, hạ được một mạng. Té đi bạn ơi, mình chỉ cần đứng ngoài thôi nhá. Đấy, mình chỉ đứng đây và có. Trời ơi, không có sát thương, mình chưa có đam. Mình chưa có đam một mạng này. Thôi dù sao thì cũng hạ gục được một mạng rồi. Thật sự là mình không có đam luôn đấy. Không có đam để có thể là duy trì sát thương trong pha vượt sau. Tại vì mình lên cái trang bị đó là gươm sấm sét mà. Nếu mà anh em lên thánh kiếm trước cũng được, việc khả năng bắn chí mạng sẽ tỷ lệ cao hơn. Dù sao thì những cái level đầu như thế này và những cái phút đầu tiên này mình cũng ăn được khá lắm mạng rồi. Đó, 2k1 và bằng với người đi rừng team bạn Lindy nhá. Đó, trời, từ từ nha, đợi tôi cái Arum ơi. Tôi sẽ ra hỗ trợ đây. Từ từ thôi, mình có chiêu cuối thôi mà.
Arum hiện tại thì cũng chưa có chiêu cuối. Đây đây. Rồi chơi luôn nhưng mà thôi tớ biến mất rồi. À, nhiều anh em đánh liên Konobai không biết là đồng đội mình có chiêu cuối hay không. Thật sự thì cái đấy là một cái điều anh em cần phải sửa ngay. Cái này thì mình chưa làm clip bao giờ, nhưng mà dù sao thì cũng có clip mình đã giới thiệu cho anh em qua việc khả năng trong một trận đấu anh em có thể nhìn thấy là đồng đội của mình còn cái chiêu cuối hay không. Đấy, rất đơn giản thôi. Chỉ việc anh em có thể nhìn thấy là ở cái bản đồ nha. Ở cái bản đồ nhỏ ấy thì nó ở bên dưới thì nó có bốn biểu tượng của vị tướng như kiểu team mình này. Hiện tại đứng đầu đó là Tulen, tiếp đến là Arum, Ari rồi đến Triệu Vân nha anh em ơi. Rồi từ đánh nhau. Trời ơi lại Senel, sợ mỗi Senel thôi. Giữ vị trí thôi anh em ơi. Đó, thôi tình hình là Senel đang bắt mình này. Giữ vị trí thôi nha. Làm sao thì hiện tại thì mình cũng không có bảo kê, vậy nên anh em cần phải giữ vị trí thôi, đứng bên ngoài mặt bắn này. Trời ơi, siêu máu. Ok, chạy đâu. Rồi, hay quá. Tulen phát đấy bạn hơi bị tham, biết vậy bạn chạy về đi. Rồi mình chỉ việc đứng ngoài bắn thôi, mà bắn không thấm cho lắm anh em ơi. Đó. Dù sao theo nát lên game thì rất là bá mà. Rồi, tiếp tục thì mình sẽ nói qua về cái việc khả năng anh em có thể biết được đồng đội của mình có cái chiêu cuối kiểu gì. Đấy, cái việc khả năng anh em thể nhìn thấy là bốn cái hình mặt và biểu tượng tướng của team mình ở dưới phần bản đồ nhỏ ấy. Đấy anh em nhìn chưa? Và hiện tại Tulen, trên đầu Tulen có cái chấm xanh. Chấm xanh đấy là biểu tượng là Tulen đang có chiêu cuối. Còn ba vị tướng còn lại, đấy, Ari vừa hồi chiêu cuối rồi, thế nên là trên đầu Ari cũng có chấm xanh luôn. Triệu Vân với Arum chưa hồi chiêu cuối, thế nên là chưa có chấm xanh trên đầu nha. Anh em thể nhìn thấy thật là kỹ đi, mình đã nói rất là nhiều lần rồi. Thôi tốc biến luôn. Nói chung thì không tiếc cái tốc biến làm gì cả. Rồi hiện tại thì bốn người team mình đã có chiêu cuối rồi. Cái chấm xanh nha anh em ơi, cái chấm xanh ở cái góc màn hình nhỏ ấy, cái góc bản đồ nhỏ ấy, xong có bốn biểu tượng của mặt hình tướng đấy. Đấy, cái này thì chắc hẳn nhiều anh em biết rồi, nhưng nhiều anh em cũng còn chưa biết đâu. Thật ra thì đáng ra mình phải làm một clip chi tiết hơn về cái vấn đề này để anh em có thể theo dõi được, chứ còn thì nói như thế này thì chắc là anh em cũng không để ý đâu. Ok. Rồi, từ từ bạn ơi. Đây này, Arum đâu? Arum hiện tại có chiêu cuối mà lo cái gì đâu. Việc khả năng anh em nắm bắt được đồng đội của mình có chiêu cuối hay không là một cái điểm cực kỳ lợi để anh em có thể là để có thể tận dụng được cái cơ hội làm sao mà có thể chiếm được cái ưu thế nhá. Chắc là có lẽ mình sẽ phải đẩy trụ thôi, đánh xa thủ mà anh em ơi. Nhưng mà kia, mình sẽ áp trụ luôn đứng giữa nhá. Lấy luôn trụ đứng giữa này. Thôi, có Lindy rồi. Khó khăn thật, thật sự là không thể nào luôn, không thể nào ra được. Không thể nào mà lấy được khi trụ. Ok, Ryuma này bắn này, bắn ăn bông này, chạy đi còn gì. Bạn ơi, chạy đi lộn đi. Đó, chỉ việc đứng ngoài bắn thôi. Căn bản là thời gian này mình cũng rất là xanh, thế này cũng hổ báo được nha em ơi. Rồi, giao tranh rất là to, khu vực đường dưới được kìa. Anh em muốn mình làm clip về những vị tướng nào thì có thể để lại bình luận bên dưới nha. Thật ra thì mình cũng không làm nhanh được. Mình sẽ cố gắng làm cho anh em thôi. Chứ còn nói về nhanh thì chắc không làm được, tại vì rất là nhiều yêu cầu anh em mà. Từ từ nha, hiện tại Ryoma đang chuẩn bị lấy cái trụ. Đây là mình sẽ ra hỗ trợ đây. Arum có chiêu cuối khống chế lại nào bạn ơi. Khống chế lại này, mình bắn cho nát mông này. Chạy đâu có chiêu cuối rồi. Này thì chạy này, đó làm chám. Trời ơi, tôi lại hỗ trợ rồi. Hỗ trợ nhiều quá em. Hiện tại thì team mình ăn 10 mạng mà mình ăn 4 mạng, hỗ trợ 5 mạng rồi. Có vẻ là số nhỏ quá không, nhưng mà dù sao đấy mà hỗ trợ mà giúp cho trận đấu này đồng đội mình giành chiến thắng, mình cũng chiến thắng thì tuyệt vời. Chứ còn thật ra xạ thủ thì cố gắng nhường mạng cho xạ thủ thì tốt hơn, tại vì cái việc khả năng sẽ lên được đồ và bắn thấm hơn so về những cái vị tướng trợ thủ đỡ đòn. Đấy có Senel cực kỳ lợi này, sứ mệnh cứ thế này. Cẩn thận nha, trong trận đấu này mình ngán mỗi Senel rồi, biết ngay mà, nên rất là biết chơi. Lúc nào cũng nhìn này thì nhìn xạ thủ này, nhìn này, yêu không mà nhìn. Đó, chết luôn này, hay quá, theo, trời ơi kia. Thôi, mình sẽ bắn chiêu 2 này, Lindy này, chết này Lindy ơi. Rồi, hiện tại có cả bùa xanh bùa đỏ nha, lôi điểu tôi. Ok, chắc là mình thử tốc biến vào xem có bắt được thanh niên này không, đây. Rồi thôi kìa, không kịp, nhưng mà dù sao thì Ari cũng vào kết liễu, mình cũng được một mạng hỗ trợ, lấy được cái trụ đường giữa rồi.
Trận đấu này nếu mà đánh về lâu thì cũng rất là khó luôn. Thật ra để đánh danh thì mình khuyên anh em không nên nhây nhây nhiều. Mình tin chắc một điều rất là nhiều, trận đấu anh em cũng thấm qua rồi. Mặc dù là hơn về cái mạng hạ gục hơn về trụ, nhưng mà anh em đánh nhây theo kiểu là cố câu kéo làm sao. Mặc dù là team mình xanh hơn, team mình có khả năng kết thúc trận đấu, nhưng mà anh em cứ thích nhây cơ. Nhây khiến cho trận đấu mệt hơn, vất vả hơn và có lẽ là bị thua ngược. Này thì rồi có đồng đội ra hỗ trợ này, sấp mặt luôn. Cái trụ đường trên này mình sẽ cố gắng lấy luôn nhá. Bật luôn chương 1 này. Đó, bắn 2 3 phát là nát rồi. Chúng ta xông lên thôi. Kia kia đừng để cho đồng đội của team bạn ra hỗ trợ chứ. Trời ơi có khá là đông đông người ở đây này. Đây này, từ từ nha, mình không có ai bảo kê. Chắc là mình phải đi ven ven với Arum thôi anh em ơi. Đấy chưa? Khi mà không đánh không có bảo kê thì lúc nào anh em phải đánh một cách cẩn thận. Đánh làm sao phải núp đằng sau đồng đội đấy, có ma biết ngay là nó dình mình, gõ choáng làm sao được bạn ơi. Mình đánh xạ thủ nhiều cũng quen rồi. Chỉ cần giữ vị trí thôi. Đó, căn bản là team bạn có mở gần ga. Pháp sư không cơ động, vậy nên là mình cũng không gặp nguy hiểm nhiều cho lắm đâu. Rồi có Ari này. Ok, và chắc bây giờ thì nói chung thì đã nói rồi, đánh danh anh em không nên nhây. Có cơ hội thì kết thúc trận đấu luôn, mà bây giờ là 4 người nằm xuống thôi. Có lẽ là team mình sẽ đẩy thẳng luôn anh em ơi. Với lượng sát thương đến từ 5 người, chắc chắn sẽ lấy được cái nhà chính một cách nhanh nhất có thể. Có Senel này, giết luôn Senel đã cho đỡ vướng mắt. Đây, để bắn này. Chạy đâu bạn ơi. Kìa, rồi tôi là hỗ trợ 12 mạng rồi. Ok, kết thúc trận đấu luôn nhá. Bắn cho nét nhà luôn anh em ơi. Rồi, kết thúc trận đấu luôn. Cảm ơn anh em đã cố gắng theo dõi clip này của mình. Anh em nhớ để lại cho mình một like, một đăng ký kênh, chia sẻ video giúp mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye. Clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Anh em nhớ ấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình nha. Và kèm theo là ấn vào hình thông báo kênh để cập nhật những thông báo mới nhất từ kênh YouTube mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Mãi yêu, bye bye.